Quân đội Ukraine công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái FPV của nước này tấn công xe tăng T-90M của Nga trên mặt trận phía Nam. Theo đoạn video được công bố, xe tăng Nga đang di chuyển trên bề rừng, bị máy bay không người lái UAV của Ukraine phát hiện và đuổi theo. Chiếc xe tăng sau đó bị UAV đâm trúng. Chiếc xe tăng bị hư hỏng nặng, còn kíp lái nhanh chóng rời vị trí đề phòng các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng Ukraine đây không phải là lần đầu tiên Ukraine dùng máy bay không người lái FPV tấn công khí tài quân sự Nga. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống S-350 của quân đội Moscow bằng loại máy bay không người lái này. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, máy bay không người lái FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Máy bay không người lái FPV thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Trong khi đó, T-90M được đánh giá là loại xe tăng tối tân nhất của Nga, tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Xe được trang bị giáp phản ứng nổ, pháo chính nòng trơn mới, cùng tháp pháo hiện đại, giúp tăng tầm bắn và tăng độ chính xác hệ thống vũ khí bổ sung cho T-90M gồm có tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa UDB T-05BV1 trang bị súng máy 7,62mm và súng máy đồng trục 7,62mm.